Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2023. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay, ngày 28 tháng 3, giá dầu tăng vọt, Brent lên mức 77,67 USD trên thùng. Giá dầu hôm nay bật tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại tình trạng bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng hạ nhiệt, cộng với kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của Fed đã chấm dứt. Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 2023, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 năm 2023 đứng ở mức 73,05 USD trên thùng, tăng 0,12 USD trong phiên. Nhưng nếu so với cùng thời điểm ngày 27 tháng 3, giá dầu WTI giao tháng 6 năm 2023 đã tăng tới 3,33 USD trên thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 6 năm 2023 đứng ở mức 77,67 USD trên thùng, giảm 0,09 USD trong phiên, nhưng đã tăng tới 2,62 USD so với cùng thời điểm ngày 27 tháng 3. Giá dầu hôm nay có xu hướng tăng mạnh, chủ yếu do tâm lý lo ngại rủi ro, bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng lan rộng, kéo theo đó là nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng hạ nhiệt. Việc First Citizens mua lại ngân hàng thung lũng Silicon, SVB, của Mỹ với giá 72 tỷ USD đã giúp đẩy lùi các nguy cơ về sự sụp đổ của ngân hàng này, qua đó giúp cổ phiếu ngân hàng ở Mỹ phục hồi mạnh. Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi đã góp phần xoa dịu bớt lo ngại này. Thông tin về việc Iraq sẽ ngừng xuất khẩu 450.000 thùng dầu trên ngày từ khu vực bán tự trị của người Kurd và các mỏ dầu phía Bắc Kirkuk sau khi nước này thắng kiện Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá dầu hôm nay đi lên. Trong khi đó, những căng thẳng địa chính trị gần đây giữa Nga và EU cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về việc Nga có thể tiếp tục kế hoạch cắt giảm sản lượng sau tháng 6 năm 2023, thậm chí ở mức lớn hơn, cũng là yếu tố thúc đẩy giá dầu ngày 28 tháng mạnh. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 24 tháng 3 cho biết nước này sắp đạt được mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng trên ngày, đưa mức sản lượng xuống còn khoảng 9,5 triệu thùng trên ngày. Ở diễn biến khác, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc được dự báo có thể tăng tới 6,2% trong năm 2023. Tuần trước, ngân hàng Goldman Sachs đã đưa dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể tăng lên tới 16 triệu thùng trên ngày, khi mà nhu cầu hàng hóa của nước này đang tăng mạnh. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến trên thị trường như sau. Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.022 đồng trên lít. Giá xăng RON 95Y không cao hơn 23.038 đồng trên lít. Giá dầu diesel 005S không cao hơn 19.302 đồng trên lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.462 đồng trên lít. Giá dầu ma rút 180CST35S không cao hơn 14.479 đồng trên kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin cập nhật giá xăng dầu hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2023. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.